quay khung trình đầu tay cho anh em. Mạch đùa. Ui giời. Bây giờ nhìn cái này giờ ngại thế, giờ mình làm cái này ngại lắm chứ. Là nếu còn là không có việc nào. Quá đéo không như vậy nào. Cắt cái kính thì ngại, nó cũng dính một nhà dưới thị trường cũng cắt kiểu này luôn. Y hệt như này luôn ấy. Nhưng mà nó là kính hoa dâu. Nào. Hoa dâu thì có thể cắt được. Khó cắt, nó giòn hơn cái kính trắng 5D. Đây đổ xin nào. Vướng rồi. Công trình đầu tay ngày xưa. Ừ. Mẹ cái này thật đéo mà thời đầu tay cũng cách đây 1-2 năm về trước. Chú không biết cháu có kênh ấy à? Kênh YouTube. Bước gì đấy? Mình làm xong mình mới tính biết để làm gì cả. Chỉ bao nhiêu sập chiếc rẻ giờ đi tính cái gì à? Quá rẻ. Cây vách này tính rẻ, cây vách mở hai cửa mà giờ nhìn nó ngại thật đấy. Giờ nghĩ cắt cái phào đi nhìn đã hơi ngại. May là đã đi cho lên mà nó vừa lên. Không lo không vừa. Đủ treo anh em nhé. Mua cái máy này là 8 triệu mấy? 8 triệu 3. Chỗ người quen lấy 8 triệu. Bây giờ có 7 triệu mấy thôi. 7 triệu rưỡi thôi. Đây này xuống à. Mua ở chỗ thằng nào? Nam Sơn Mobile ngay chỗ ngã 6 này này. Nên lên ngã tư để trái hay phải? Ngay chỗ Honda Hình Thịnh ấy. Giờ nó đổi tên là Honda gì đấy? Nhà Bình Quen đấy. Vâng. Chú mua